Vợ chồng team Trương Quỳnh Anh quấn quýt bên trời Tây. Vừa qua, Trương Quỳnh Anh đã cùng team sang châu Âu để tham gia vào chương trình đêm hội chân dài 11 được diễn ra tại Berlin, Đức. Trong đêm diễn đêm hội chân dài 11, cặp đôi tình tứ nắm chặt tay nhau tiến vào sự kiện. Trương Quỳnh Anh quyến rũ với chiếc váy màu hồng nút khoe vai trần nõn nà. Cô tươi cười hạnh phúc khi sánh đôi cùng team. Ít ai biết, chính Trương Quỳnh Anh là người trang điểm cho team trước giờ anh lên sân khấu sao cho ấn tượng nhất. Trương Quỳnh Anh diện thiết kế quyến rũ với chiếc đầm màu hồng nút khoe vai trần nõn nà. Đến với đêm hội chân dài 11, team đảm nhận phần mở màn cùng dàn chân dài trong những bộ bikini gợi cảm. Nam ca sĩ diện cây đen cùng áo lưới vô cùng nam tính. Trong phần biểu diễn của mình, team còn tự tin nắm chặt tay nữ hoàng nội y Ngọc Trinh khi tiết mục khép lại. Phần mở màn sôi động và hấp dẫn của team đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả trong chương trình. Sau khi đêm diễn kết thúc, Tim và Trương Quỳnh Anh sẽ tiếp tục ở lại châu Âu thêm vài ngày để du lịch. Có thể nói, đây là dịp cặp đôi hâm nóng lại tình cảm của mình. Cả hai sẽ sớm trở về Việt Nam để Tim chuẩn bị cho buổi ra mắt phim SOS Sói Trắng, sau đó cùng nhau đi lưu diễn tại miền Bắc vào trung tuần tháng 6. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!